Cổ huyện Linh Báo đây. Biên tài sản. Hôm qua trời mưa đứng cửa văn phòng huyện ủy đến trưa. Bí thư cố tình lẩn tránh, không lẩn tránh nữa, bắt đầu mới ra cái văn bản là coi như là để hôm nay tiếp dân ra tại phòng tiếp dân. Làm trong tránh văn phòng huyện ủy thì nói là mỗi xã đại diện 2 người. Vì 9 xã trong huyện Vĩnh Bảo tôi là trên 600 hộ dân đã bị chính quyền huyện Vĩnh Bảo là ăn chặn tiền giải phóng đền bù, gọi là khi mở đường giao thông. Bây giờ chúng tôi khiếu kiện nhiều năm nhưng không giải quyết. Hôm nay là chính thức ngồi làm việc với tránh văn phòng, như thế là huyện ủy là hôm nay là mời tôi lên mỗi xã đại diện 2 người, nhưng đến bây giờ lại thay đổi là mỗi xã 1 người. Tôi nói bây giờ đây là quan điểm của đảng, đừng nói lãnh đạo của đảng hay là đảng bộ của Vĩnh Bảo có luật riêng. Mà tôi khẳng định rằng cái chính quyền huyện Vĩnh Bảo là chính quyền của dân, khoác áo đảng nhưng mà không làm theo đường lối chính sách của đảng. Làm theo kiểu xã hội đen, ăn chặn cướp tài sản của dân, còn đưa lực lượng công an về bắt dân đánh dân. Đây là thực tế chứ không phải là chúng tôi không thêm câu nào. Mẹ riêng thôn năm chúng tôi, mẹ nó bị cướp đi 100.000 m2 để quy hoạch vào khu di tích Trạm Trình Nguyễn Bình Khiêm. Không ra quyết định thu hồi, không đền bù dân theo đúng quy định của pháp luật. Dân ra đòi hỏi gọi là hợp tình hợp lý rồi đưa công an về đàn áp đánh đập dân. Đây là cửa văn phòng tiếp dân của huyện Vĩnh Bảo đây. Mà ông Long ông hẹn lên làm việc hôm nay lại nổi đấy. Mà người dân thì bây giờ lại trời mưa đứng ngoài đây. Việc gì có lãnh đạo nhà nói nhất thì dân phải làm. Vì dân đây, đồng chí cần mở tin bảo trả tiền nhà quyết định thu hồi giá mới không chịu trả này. Trả theo cái giá và ký là hết hiệu lực rồi. Bây giờ mà làm ra cái tiền của chính quyền huyện Vĩnh Bảo ăn chặn của dân hàng trăm tỷ, nên là chúng nó cố tình lẩn tránh, bao che cho nhau, gây khó khăn cho người dân. Mẹ chúng tôi bỏ công ăn việc làm để hẹn hôm nay lên làm việc, lên lại gây khó khăn. Nội dung làm việc mỗi xã 2 người, danh sách những người làm việc tôi đã ghi, tôi chụp, tôi gửi cho ấy rồi. Danh sách các xã mỗi xã 2 người đây, chụp gửi cho công để ghi giấy mời đây. Nếu mà công đến đây hôm nay giờ tòa công về đấy. Đây biên bản làm việc hôm qua đây. Đây danh sách làm việc qua và ông bây giờ nha, danh sách gửi lên để làm việc công ty ở đây. Không biết. Chúng tôi đi thành phố có thế rồi. Đây, công làm việc như này đây, mang kiếm một tránh văn phòng huyện ủy. Thôi giờ có cái ông vào ông hỏi xong có làm việc hay không để chúng tôi biết đường về. Tất cả lớp nhìn xem này. Ông tránh văn phòng huyện ủy này, làm việc với dân như thế này đây. Thư ký ở đây. Thư ký của ông Hà đây. Nội dung làm việc của ngày hôm nay đây. Mà trước khi ông nói mọi người, trước khi làm là đã có hội ý của ông Hà, của ông Hà, của ông Hà. Tránh văn phòng huyện ủy này nhé. Dân nên thì bí thư huyện ủy ngồi trong nhà.